công đức thấu hiểu mong muốn thảy đều thanh tịnh vi diệu tối cực đầy đủ viên mãn trí họa rộng lớn như hư không khéo quán sát cảnh giới của các bậc thánh tin hành nguyện lực kiên cố bất động công đức vô tận được thế gian khen ngợi nơi tạm chỗ quán của tất cả chư phật nơi đại bồ đề biển nhất thiết trí tích tập các báu đẹp làm bậc đại trí, như hoa sen tự tánh thanh tịnh, chúng sinh thấy được đều sinh hoan hỷ, đều được lợi ích, trí huệ quang minh chiếu khắp, thấy vô lượng chư Phật tịnh tất cả Pháp. Tu hành tịch tĩnh nơi các Phật Pháp rốt giáo vô ngại, luôn dùng phương tiện trụ Phật Bồ Đề trong công đức tu hành được sinh ra, đủ trí huệ của Bồ Tát, làm Bồ Tát thượng thủ được tất cả chư Phật cùng hộ niệm, được oai thần của Phật thành tựu Pháp thân Phật niệm lực khó nghĩ bàn nơi cảnh một duyên mà vô sở duyên, Bồ Tát tu hành rộng lớn vô tướng vô ngại, đồng với pháp giới vô lượng vô biên, bồ đề chứng được như hư không, chẳng có bờ mé, không có ràng buộc chấp trước trong các thế gian khắp làm lợi ích từ biển nhất thiết trí căn lành chảy ra đều thông đạt vô lượng cảnh giới đã khéo thành tựu pháp bố thí thanh tịnh trụ tâm bồ tát tịnh hạt giống bồ tát tùy thuận sinh ra bồ đề của chư phật nơi các phật pháp đều được khéo léo đủ hạnh vi diệu thành tựu sức kiên cố tự tại oai thần của tất cả chư phật chúng sinh khó nghe được bồ tát đều biết vào môn không hai trụ pháp vô tướng nhưng lại vĩnh viễn xả bỏ tất cả các tướng mà rộng nói đủ thứ các Pháp. Tùy thuận tâm ươm muốn hiểu biết của các chúng sinh, đều khiến cho họ điều phục, đều khiến cho họ hoan hỷ. Bồ Tát dùng Pháp giới làm thân không có phân biệt, trí hoạ cảnh giới không thể cùng tận, trí thượng dũng mãnh, tâm luôn bình đẳng thấy được bờ mé công đức của tất cả chư phật thấu rõ tất cả kiếp thứ lớp khác nhau bồ tát khai thị tất cả pháp an trụ tất cả cõi nghiêm tịnh cõi nước của tất cả chư phật hiển hiện tất cả chánh pháp quang minh diễn nói tất cả phật pháp quá khứ bị lai hiện tại chỉ bày xứ sở của các bồ tát ở làm đèn sáng cho thế gian sinh ra các căn lành vĩnh viễn lìa thế gian thường sinh vào chỗ phật Bồ Tát đắc được trí huệ sáng tỏ đệ nhất của Phật, được tất cả chư Phật đều cùng nhiếp thọ đã vào số của chư Phật vị lai, từ các bạn lành mà được sinh ra, hết thảy trí cầu đều thành tựu quả. Bồ Tát đầy đủ đại oai đức, trụ tại ý tăng thượng, theo chỗ nghe được đều khéo diễn nói. Cũng vì khai thị thiện căn, nghe Pháp trụ thật tế luân, nơi tất cả Pháp tâm không chướng ngại, không xả bỏ các hạnh, lìa khỏi các sự phân biệt